Xin chào anh em nhé. Mẹ lần đầu tư bản mà trông nó lạ lắm anh em ạ. Ảo thật đấy. Bình thường mod này có 1k5 like là mình đã thấy nhiều vãi lìn rồi. Nên mình chỉ ra tầm 2000 là mình sẽ làm video. Kiểu đã thấy ấy lấy lắm rồi mà. Anh em đúng 2 tiếng anh em làm xong. Sau đấy vài hôm thì gấp đôi. Ảo thật đấy. Thì trận này mình thấy chỉ có cầm cửa chứ không có thực cầm thang thì mình nghĩ đánh cũng ổn. Mình sẽ test cây đồng tiền xem có gì hot không nhá. Anh nghe bảo anh em là cây đồng tiền cũng mạnh phết. Anh em bịp nhau ấy hả? Cái này thì mạnh cái gì? Vãi lên. Ô, nó chỉ ném ra được tiền mà nó còn không ném nổi xuyên tường ấy. Ảo thật đấy. Ném tiền thì chỉ có giết được mấy con zombie cơ bản đấy anh em. Còn ném tiền này có tác dụng với mấy con zombie mạnh đâu. Mấy con zombie mạnh nó miễn nhiễm với tiền mà. Thôi thì trận này mình chấp nó một slot được. Mấy cái bọn đất con này mình nháy mắt cũng đánh được thôi anh em yên tâm. Ngon, cờ 2 là cờ thường anh em ạ. Mẹ trận này có tỷ lệ thắng cao lắm. Cờ thường này thì tỷ lệ thắng siêu cao luôn anh em. Đu dây này, nhìn cái bóng đu dây mà anh em xác định mấy con đu dây nhá. Đấy, mình đặt đúng chỗ luôn. Ok, chung là được rồi. Mình sẽ xử cái con cầm cầy luôn. Rồi, xong, thế là xong. Nhưng chấp một slot đối với cái mod này thì vẫn là một điều gì đó khá khoai. Nên là mình cũng phải bị phá trận thôi. Mẹ là dịch chuyển mà nó lại đi vào cái hàng không có máy cắt cỏ anh em ạ. Mẹ khoai rồi đấy. Rồi, lại con dịch chuyển nữa. Vãi lên. Mẹ hai phát dịch chuyển liên tục ạ. Mẹ liệu có được không? Mẹ sao hàng dưới cháy cù ấy. Mình sẽ đặt nấm nguyên tử ở giữa anh em ạ. Sau đấy gì mình sẽ dùng chậu cản cầm thang. Mẹ dùng chậu cả nó cầm thang, ok đấy. Mẹ lại thêm con siêu nhân, chậu. Rồi nổ đi. Mẹ trận này mà không chết con nguyên tử đấy là mình có thể thắng đấy. Mẹ toàn mấy con zombie lỏ này một quả lổ là đi thôi anh em. Thôi mình chảy tết cây đâu, lại vào trạng thái tuyển thủ thôi. Nếu như chỉ cần một trận kiểu là hơi hên xíu thôi là trận này mình thắng được luôn anh em. Mình cũng chả muốn dây dưa mấy cái trận này đâu. Chiến thuật ở trận này thì cũng khá giống với trận 5.7 anh em. Ô má nó sao chui từ đâu ra đây? Ô vãi, sẽ con báo đây. Mình ảo thật đấy. Hình như con này là do đấy đúng không? Là do con xe cam nó phi vào chứ đúng không? Đấy, con xe cam vừa nãy nó ở trên trời nó ném quả cam xuống ấy. Đồ má mấy bọn đu dây này ảo thật đấy. Ở trên trời mà nó vẫn thao tác được mới sợ chứ. Khổng lồ xuất hiện thì cứ đánh đi em. Cứ spam quạt rồi đi sóc tờ cho mình nhá. Nếu như mà chỗ đấy không có cửa thì anh em chống cái sóc tờ anh em cũng giết được khủng lồ mà. Thế không cần phải xoắn đâu. Nếu thấy nhiều cửa quá lại dùng nấm thôi. Cũng như để cấu rỉa mấy con khủng lồ này. Sau khi dùng nấm xong thì chống pi sóc tờ ra. Vì không có mấy con cửa nó đỡ đam nữa rồi thì anh em chống pi sóc tờ ra bắn khủng lồ cũng được. À, anh em nên nhớ là mấy cái con zombie mini á. Thì anh em nhớ là dùng hoan thịt ăn nó nhá. Chứ đừng để mấy con zombie mini này nó nổ không thì mệt lắm. Cứ miễn là làm cho cái con zombie mini này mất xác là được. Chứ đừng để cho nó chết mà xác là vẫn còn toang cả đội hình luôn. Và cờ 2 của trận này cũng chỉ là zombie thường thôi. Giờ chỉ xem đợt đu dây cuối cùng này nó sẽ là con gì thôi. Mình mong đợt đu dây này là mấy con yếu anh em ạ. Chứ tầm này mình trồng thì cũng không kịp nữa rồi anh em. Tầm này thì đây rồi. Mình cũng thấy bóng của nó rồi. Ôi là mẹ sao toàn mấy con nó này. Ô vãi, mẹ đợt đu dây này chấp mình rồi anh em ơi. Mẹ nếu nó đã chấp rồi thì mình đành phải win thôi. Với 5 cái máy cắt cỏ này thì đợt cuối này thích ra cái gì ra.
dịch chuyển thì mình cũng không còn phải xoắn nữa rồi. Tầm này thì có gì thì cứ để cho hết máy cắt cỏ rồi tính anh em ạ, chứ mình không muốn tốn mấy cái chậu để xem bọn này nó lại phá chậu của mình đâu. Mình cứ xem còn gì không thôi. Nếu như hết rồi thì mình sẽ trồng cây tiếp, còn nếu như vẫn còn thì cứ để máy cắt cỏ thôi. Me của dưa hấu thì tận 500 này. Dưa hấu này thì đúng với cái giá 500 anh em ạ. Mạnh thì mạnh thật nhưng mà giá nó hơi chát, và nó chỉ mạnh khi mà anh em trồng được tầm 1 hàng đến 2 hàng thôi. Đờ mà nó lại dịch chuyển rồi. Mẹ mình mất dạy. Ôi không sao anh em, mình có dưa hấu mà. Dưa hấu thì nó bắn xa được nên mình cũng không ngại dịch chuyển đâu. Nói chung là chắc là mình vẫn gỡ được thôi. Chắc là vẫn gỡ được thôi nhỉ. Ôi là con dù của mình nhô. Chết cù rồi này. Con này mới thể hiện hết kỹ năng. Mình nhắm này một là gánh, hai là thua thôi. Có làm được cái gì đâu. Lúc nào cũng phải thầy, lúc nào cũng phải đến cái tay của thầy hết. Nó ảo thật đấy anh em ạ. Mà trận này có mấy cái con zombie tự sát nó chạy nhanh vãi lìn anh em. Mẹ bọn tự sát thì chạy nhanh vãi. Đồ má dưa hấu trận này bị counter hoàn toàn đấy. Bị cả con Gangatua lẫn cả cái con cái gì nhỉ? Cái con tự sát nó counter anh em ạ. Con tự sát này nó chạy nhanh, con dưa hấu chưa kịp bắn thì nó đã lổ rồi. Mẹ chạy nhanh cũng ngang con xe tuyết mót mau giờ anh em ạ. Con này cũng chạy được tầm bằng 7 phần con xe tuyết từ đâu nữa. Còn cái gì? Tôi là ngoài kia đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là mình. Chỉ có thế này thôi á? Chỉ có thế này mà mình bỏ cuộc á? Là mình có cái chuyện đấy. Không có chuyện đấy đâu cua. Đánh tiếp nữa anh em. Mình còn săn, mình còn cây, mình còn chỗ trồng anh em. Thì mình sợ cái đách gì bọn này đâu. Mình vào đây. Chúng mình vào đây. Đội hình mình cũng đã được củng cố rồi anh em. Tầm này thì ê, con nhỏ này. Mẹ chết. Trận này là mình muốn thắng bằng quả dưa hấu cơ. Nhưng mà mình nói thật là đánh dưa hấu nó khó lắm anh em. Nên mình vẫn dùng cây tủ của mình nhá. Trận này mình dùng pi ba đầu đánh tốt luôn. Tem bạn toàn mấy con dính slow anh em. Mấy cả trận này không có cửa nữa nên mình thỏa sức thôi. Mấy cả mấy con Gangatua này khi nó ném con nhỏ á, mình trồng con pin shocker này mình trồng cao lên là được anh em. Mình trồng cao thì con nhỏ dễ không chết, và mình có thời gian mình sốc đam mấy con zombie nhỏ anh em ạ. Chưa trồng con dưa hấu thì mình phải trồng tít đằng sau, chứ mình trồng cao con dưa hấu nó sẽ bị con hề nó nổ cho bay xác anh em. Vậy là xong đội hình cờ 1 đấy anh em. V-Shocter thì tốc độ bắn nó khá nhanh, nên là những viên đạn lạc của nó sẽ khiến con hề chết luôn. Vì vậy mình không phải sợ con hề anh em ạ. Còn con dưa hấu đợi nó nặn ra quả đạn thì chắc là hết cứu. Mình cũng trồng được gọi là đội hình ổn áp nhất để phòng đu dây rồi. Cờ 1 thì mình mong không phải dịch chuyển thôi. Còn đâu thì mình thủ được hết anh em ạ. Nào bé nào đây. Đừng dịch chuyển nhá. Đừng dịch chuyển nha, anh xin mày đấy. Rồi cờ rồi. Mẹ ngon. Không phải dịch chuyển anh em ơi. Mẹ là cơ bản anh em ạ. Tầm này thì thủ tốt rồi. Tầm này thì không sợ nữa. Con cờ thì một cái quạt là xong rồi. Còn bọn đu dây này thì một chiêu cũng là xong. Ok rồi. Bây giờ xẻng thôi anh em. Bây giờ xẻng và thủ thế thôi. Anh em nhớ đặt một hàng chậu ở trước nhá. Để thủ mấy coi cái con hề. Đấy đồ má vẫn nổ được kìa. Vãi lìn luôn. Quạt. Mày hề với chúng tôi này. Anh em chỉ cần nhanh tay thôi. Nhanh tay nhanh mắt là anh em xử được con hề dễ mà. Tặng cho nó cây quạt đấy anh em. Cứ mỗi lần một đợt zombie mới ra thì anh em sẽ dùng luôn cây quạt cho mình. Thì anh em sẽ dễ căn con hề hơn anh em ạ. Đó, mình tìm được cách khắc chế nó rồi. Thì bây giờ win rồi anh em.
đơn giản thôi. Lúc ra Ganga Tour thì cũng không phải sợ đâu, vì mấy con nhỏ này thì nó không chết được đâu anh em ạ. Mấy con nhỏ này thì nó chỉ bay ra đấy thôi, thì anh em cứ dùng hoa ăn thịt người anh em lụm từng con một nhá. Còn mấy con khổng lồ này thì Pisoctor ăn được nhá. Anh em cứ spam quạt là Pisoctor ăn thừa luôn. Pisoctor anh em nhìn vậy thôi chứ mày tam khủng phết. Con nhỏ thì cứ xử thôi, cứ cho nó ăn một hai con San Bao, sau đấy thì dùng hoa ăn thịt để xử mấy con zombie nhỏ nhỏ này. Đấy là tất cả những cách khắc chế zombie mà mình dành cho anh em rồi. Nói chung là hai màn này thì thật sự là mình quá hiểu những con zombie này rồi, nên là mình đánh nó rất dễ anh em ạ. Cờ hai không phải dịch chuyển anh em ơi. Nhưng mà mình trồng nhiều Pisoctor nên là mình chưa kịp trồng mấy cái con dù anh em ạ. Tầm này hơi quay nhỉ. Tầm này mình phải căn dù vào chỗ nào nhiều zombie đu dây nhất anh em ạ. Tầm này mình sẽ nhìn cái bóng nhá, mình sẽ nhìn cái bóng. Cái bóng nào nhiều đu dây nhất thì mình sẽ nhét con dù vào nhá. Đây rồi, bóng dưới. Ôi trời ơi, đúng luôn anh em ạ. Mẹ mình căn chuẩn vãi lìn. Rồi thì bây giờ mình có tận 3.000 săn mà. Nên là việc thắng mình trận này cũng hoàn toàn là đơn giản đấy anh nhá. Nói chung là mình học được cách để đánh rồi, mình học được cái tip của món này rồi. Ba cờ thường anh em ạ, mệnh nhân phẩm vãi. Ba cờ thường luôn mới sợ chứ. Game thật sự là game muốn chấp mình thắng anh em ạ. Mặc dù nhìn trông đông đông này thôi chứ còn có đánh bại được mấy cắt cỏ đâu. Hai con đọc báo này thì mình dùng hoan thịt là xong mà. Nói chung là thắng rồi anh em ạ. Trận này khá nhàn. Hai trận 58 và 59 mình tưởng anh em bảo 59 khó, nhưng mà thật sự là không biết là mình cũng hơi hên nữa. Nhưng mà trận này thật sự cũng không khó lắm đâu anh em. Xui hên thì vẫn không khó lắm đâu. Đây rồi anh em ơi, vậy ngày mà mình trả thù con boss cũng đến rồi anh em ạ. Map cũng gọi là đây là map âm nhạc đúng không? Map trên mái nhà mà chơi map âm nhạc à? Mẹ, con boss này cũng hết mình đấy nhá. Nó đã hết mình thì mình cũng hết lòng rồi. Mẹ vừa vào chui mặt xuống rồi đấy. Vãi lên vừa vào chui mặt xuống rồi. Ô, ảo thật đấy. Mẹ ơi, gì đấy, mặt màu trắng ấy. Ôi, nó thả zombie anh ơi. Con này cơ chế khác ấy. Ô, cứ thả ra zombie thôi. Ô này, nó không thả ra quả cầu à? Vậy mình tưởng mấy con boss khác nó thả ra cầu băng lửa gì đấy. Con này thả zombie anh em ạ. Nó sao toàn mấy con cơ bản này. Zombie toàn mấy con cơ bản này anh em ạ. Mấy con cơ bản này thì thủ dễ mà. Ô vãi lên, nó bắt đầu thả zombie khỏe đây. Mẹ ơi, con sóng âm. Mẹ, màn này có sóng âm anh em ạ. Màn này có nhạc của con sóng âm này. Vãi lên. Nó bắt đầu sang dạng hai đấy anh em ạ. Mẹ nhà. Ôi. Mẹ, nó thả toàn quái vật vào một hàng này. Lừa anh ấy. Mẹ, còn nhiều sóng âm quá. Mẹ, vừa trồng ra phát nó chém mẹ cây ớt của mình anh em ạ. Mẹ này con báo ơi, ôi bóng bay đấy. Quái lên rồi anh ơi. Từ anh ấy. Mẹ khoai thật luôn. Thôi bóng bay. Đồ má có sóng âm nhá. Mẹ bố đi sư con sóng âm nó ăn mấy quả ớt của mình rồi anh em ạ. Mẹ vừa sang đợt 2 mình mất hết ớt rồi. Đồ má để xem đợt này thì không có gì anh em ạ. Mẹ sợ vãi lìn anh em ạ. Đồ má sang đường vừa sang đợt 2 tí mà nó ép mình không ra thể thống gì luôn. Có con xe này, có con xe cam này. Nhưng mà mình đóng băng kịp đấy anh em. Mình đóng băng rồi thì mình không phải sợ nữa. Mình dưa hàng dưa hấu mình mạnh quá anh em ạ. Mẹ dưa hấu mình bá cháy màu chét luôn. Mẹ con sóng âm đợt này OP đấy, lắm vãi lìn nha. Cứ 2-3 con một hàng thì khó vãi lìn, con này cũng trâu quá chứ. Con sóng âm trâu vãi anh em ạ. Mẹ đọc báo đây. Cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên thiên đường vẫn chờ ngày em đi. Thật sự là mình vẫn chưa nhìn ra nổi cách để thắng màn này anh em ạ. Mình nói thật luôn, mình chưa nhìn ra nổi con đường để chiến thắng được màn này. Yêu em gần em, dù đau đớn hơn một đời
nào, sắp đứng nửa cây rồi, không lẽ lại lại ở đây từ bỏ đây sao? Băng đâu? Đúng rồi, băng đây rồi. Giờ giả ớt, ớt nữa, ớt đâu? Mẹ ớt, băng, ớt, làm ơn ớt đi, ớt đâu? Bí cái đéo đi, ớt đâu? Mẹ ớt ơi, ớt đâu, làm ơn đây, ớt ơi. Ớt ơi, vãi đi đéo ớt. Đó là bóng đá, đó là sự nghiệt ngã của bóng đá, và đó là sự nghiệt ngã khi bạn chọn chơi ở vị trí trung vệ trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Quả thực là đội chủ nhà đã bế tắc đến thời điểm này. Này chịu anh em, nó vác con xe cam ra, xong ấy nó bắn cố một quả anh em ạ, nó bắn ra được con đu xà anh em ạ. Mẹ nó nhanh đến mức mà mình còn chưa kịp phản ứng luôn. Mình thề luôn mẹ, mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ấy. Trận này gacha như bìu anh em ạ. Mẹ mộ thì mọc rõ lắm. Cái mộ này là nó gacha ra cái con bóng bay á, nó cầm quyển sách á anh em. Con bóng bay cầm quyển sách là nó dễ triệu hồi ra một đống mộ như này này. Mẹ hàng giữa một đống sóng âm rồi một đống đạn kia, không biết đặt ớt kiểu gì anh em ạ. Mẹ nó sóng âm này, mấy đạn này nó bắn như không làm chậm được nó anh em. Mẹ đóng ba kiểu nó vẫn bắn ra sóng âm mấy đạn như thường anh em ạ. Đấy, vừa đặt cái bí xong thì đổ mà lại thêm cái sóng âm nữa. Mẹ mày, chịu anh em. Đây là cái cảm giác mà biết trước là cái chết anh em ạ. Nói chung là mình không muốn làm gì nữa. À đây vẫn còn chậu đây, nhưng mà nhiều sóng âm quá mình cũng chả làm gì được. Buông thôi anh em, đánh đấm gì nữa. Trận này dù mình có cứu được pha đấy thì mấy pha sau mình chả đánh được đâu anh em ạ. Có mỗi quả dưa hấu này thì đánh đấm cái gì. Rồi muốn yêu thương dần đang đến, mà thuyền cô đơn hoài không bên. Còn hoài loay hoay giữa mênh mông xuôi ngược, chờ được nắm đôi bàn tay ai. Vòng trời đêm đông từng đông đêm, hàng ngàn ngôi sao. Vậy thì nó ớt cháy cây mình à? Ô, sao dùng ớt cháy mẹ ba quả dưa hấu rồi. Thì ra con Gangatua này nó cháy anh em ạ, nó có nhạc nên là nó được bút sức mạnh. Ô ma, bịp thật sự. Mẹ con nhỏ này. Ôi ôi ôi. Mẹ nó đánh bịp thế nhỉ. Mẹ đúng là trùng cuối anh em ạ, đánh nó có cảm giác OP thật sự luôn. Lãi giờ mà chưa được nửa cây, con boss này nó trâu kinh khủng luôn. Nhưng anh em biết rồi đấy, nó càng yếu thế thì mình lại càng hăng mà anh em. Nãy giờ có trận nào mình reset đâu, toàn thua bất đắc kỳ tử thôi mà. Lao! Thật sự là cái con zombie nhỏ đấy, khi nó chết anh em ạ, chỉ cần nó chết thôi thì lúc đấy là anh em hết cứu. Anh em phải làm cho nó mất xác trước khi nó còn sống ấy thì nó mới không nổ anh em ạ. Chứ một khi nó chết rồi thì 100% nó nổ ạ. Thế mới ảo chứ. Đố quá. Ô báo này. Ớt. Đây rồi. Không ấy, cho tao lên nửa máu cho có hy vọng được không? Chuyện này tao đuối quá báo ạ. Ô định mạnh anh em ơi. Mẹ lên được nửa cây rồi đây. Ngon. Đây rồi. Mẹ ơi, sao đây con báo ở đây? Mẹ đóng băng. Mẹ vãi lìn con xe nhá.
May mà mình tuyển thủ anh em ạ. Đủ má pha đấy là người thường chắc là hoảng buông chuột rồi. Đây rồi, đổi nhạc rồi. Chính là nó, cái cảm giác này anh em ạ. Mẹ nhạc này gì đây? Nó tăng tốc độ anh em ơi. Thằng này bọn zombie nó tăng tốc anh em ạ. Mẹ căng ở đây, căng ở đây. Mình vẫn còn hai hàng dưa hấu cơ mà. Sao phải sợ nha. Bọn này tăng tốc thì mình cũng không phải dán. Ồ má mày vào đây. Tao không thiếu dưa hấu để tao chấp mày đâu nhá. Mình hình như mà dạng 2 thì dạng à quên đây dạng 3 của nó chứ không còn triệu hồi sóng âm nữa anh em ạ. Ôi đu xa. Thôi không sao anh em ạ. Thôi thì thua cũng được. Nói chung là nó cũng cho mình thắp sáng một chút hy vọng anh em ạ. Mẹ của trận này còn gacha còn cháy hơn nữa anh em ạ. Trận này hết vãi. Mà mình trồng được hình như là 17 quả dưa hấu rồi. À quên 13 quả dưa hấu ý. Mẹ quả này ngon anh em ạ. Quả này thì bọn dưa hấu này nó bắn con boss chỉ có khóc thôi. Đấy nhưng mà sao đây ơi, dạng 3 đây rồi anh em ơi. Mẹ ô báo anh em ơi. Ôi con báo này ơi chạy nhanh vậy. Mẹ con báo này nó kết hợp với dạng 3 đúng kiểu hủy diệt rồi anh em ạ. Nhưng mà theo mình cảm nhận thì nếu anh em qua được dạng 2 thì đánh dạng 3 nó cảm giác nó khá dễ anh em. Dạng 3 này nó chỉ có ra mấy con zombie đa số là zombie hoa củ quả đây anh em. Chứ nó ra ít mấy con zombie nguy hiểm lắm. Ủa đây rồi, lần đầu ơi, đọc báo. Ui sao nhanh vậy? Từ từ. Đọc băng. Đây. Ơt. Mẹ à mình nhanh với bố mày này. Đây. Ơi. Mà anh em ạ, trận đầu tiên mình đến tận đây cảm giác nó hào hứng vãi lên anh em. Mẹ tự nhiên căng hứng quá. Quá lên thật, lần đầu tiên mình đến được tận đây anh em ạ. Ủa sao nó hết nhạc rồi này? À quên. Ô, không phải hết mà nó đổi anh em ạ. Cái gì đây? Ô sao này zigzag à? Ô zigzag anh em ạ. Đúng rồi, cái nhạc này zigzag. Mẹ vãi lên. Mẹ lần này nó zigzag anh em. Nhưng lần này thì bọn sóng âm không có nhạc sóng âm rồi anh em. Bọn sóng âm lần này phế rồi. Lần này chỉ là zigzag thôi. Mẹ con báo ơi, con báo zigzag thì hết cứu. Báo lại còn zigzag thì hết cứu. Để xem nào. Để dùng ớt vào con báo rồi. Ô đi ba. Cái gì vậy? Sao nó yếu chết? Ơ mẹ ơi. Mẹ bây giờ nó mới dịch chuyển sang đây ạ. Vãi lìn. Mẹ nó dịch chuyển. À quên cái zigzag này. Cái zigzag này nó bựa vãi. Đố má, mỗi dạng có một cái bựa riêng mới sợ chứ. Không biết con này có 5 dạng hay 6 dạng anh em ạ. Hình như là 6 dạng. Một dạng gần hỏng và một dạng cuối nữa. 6 dạng anh em, mình đang ở dạng 4 rồi. Con cam gì đây, con cam gì. Tại sao lại lập trình hay là nhân phẩm ấy anh em. Mình chả biết nữa. Mẹ nghiệt ngã vãi. Đây rồi anh em ơi, mẹ đánh vài trận là mình quen, mình đến luôn được giai đoạn 4 này anh em ơi. Mẹ nói thật là đánh quen quá. Mẹ mấy cái giai đoạn đầu nói chung quá quen rồi. Yes sir. Mẹ nó cháy như Free Fire anh em ạ. Mẹ đây rồi, trận đầu tiên rồi, hy vọng đấy rồi. Cả mọi thứ đã đặt cược vào cái này, trận đấu này rồi anh em ạ. Cái giai nó chuyển sang giai đoạn 5 chưa? Hình như nó vẫn chưa anh em, nó vẫn thế mà. Mình còn tận một đống ớt với một đống băng này. Mẹ hy vọng thắng rồi anh em ơi. Mẹ có khi thắng được ấy chứ. Nhìn vậy thắng được. Chắc chắn thắng được anh em ạ. Mẹ mình chắc là thắng được. Đây rồi, lại thêm quả dưa hấu nữa. Mẹ mình sẽ slow con boss liên tục cho nó khóc thét luôn. Mẹ chuyển sang dạng dãy rụa anh em ơi. Mẹ dạng này nó tăng tốc tất cả các zombie rồi. Dạng này là nó triệu hồi đa dạng cũng như là tăng tốc tất cả các zombie anh em ạ. Ôi, mày nó ép kinh vãi ôi, sẽ tăng này. Thôi xong rồi. Thôi thì nó cũng giúp mình đạt được cái giới hạn mà mình nghĩ là mình không thể qua được anh em ạ. Mẹ nó sắp nát tanh bành rồi anh em ơi. Mẹ đây rồi.
nụ cười của kẻ chiến thắng rồi anh em ơi. Gì đây? Mẹ, mỗi đợt zombie đều nguy hiểm. Đu xa. Nghiệt ngã thật sự anh em ạ. Mẹ, nó tăng tốc độ zombie lên nên là mình phản ứng không kịp luôn. Thắng rồi anh em ơi. Thắng rồi. Yeah. Hồng mẹ ơi. Kéo gì vậy? Ô, bịp nhau hay gì? Vãi lên, siêu năng lực gì đây? Tại sao phải làm vua? Vì ta có thể làm thần. Ta là chủ nhân mới của... Mình tưởng nó có 5 dạng ấy chứ anh em. Đây là cái dạng ngưỡng máu tử của nó à? Mẹ dạng này thắng kiểu chó gì? Mẹ trừ khi tích ớt mới cả tích băng thì may ra. Nhưng mà tích ớt với số máu đấy thì phải tầm 5 đến 6 quả ớt thì may ra nó mới chết anh em ạ. Gần đấy máu của nó phải 5 đến 6 quả ớt mới chết. Hai cái xe tăng này bố là thủ được, bị sắp win đến tận mõm rồi mà. Mẹ sao chui được vào đây vậy? Lại lỗ rồi. Và có tận 5 quả ớt anh em ạ. Liệu số máu này mình có thể ăn được nó không? Liệu mình ăn được nó không anh em? Mình đoán thử xem nhá, mình sẽ dùng ớt ở hàng con báo đây anh em ạ. Mình cũng đặt chậu ra cho phân thân ra phát. Tí chậu phân thân ra mà. Nên là đặt chậu ra cho nó nhiều slot anh em. Mẹ mình hai quả ớt mà sao máu nó không có chuyến biến chuyển gì vậy? Chết mẹ rồi, phát này phải 7 quả rồi anh em ạ. Phát này phải 7 quả ớt mới ăn thua. Đủ má, còn 4 quả. Vẫn thiếu 3 quả nữa anh em ạ. Mẹ à. Hai quả ớt dùng máu nó không biến chuyển thì mới sợ chứ lẻ luôn. Mình máu trâu vãi bìu này, không có mất tí máu luôn. Lết quả ớt à? Gì vậy? Bịp vãi lìn. Mẹ mình khống chế nó vẫn hút anh em ạ. Vãi lìn miễn khống chế à? Vậy khả năng hút này nó miễn khống chế anh em ạ. Vãi lìn luôn. Bẩn thật sự. Mình còn éo biết khi nào nó hết hút cơ. Vì lúc nó hút là mình không trồng được ớt anh em. Lúc nó hút là mình dùng ớt là chỉ có thua thôi. Vì nó hút nó rết luôn cả cây ớt của mình anh em ạ. Nào, mình sẽ dùng ớt ở hàng trên này. Và xong luôn. Ớt đã bị hút và không kích hoạt cháy anh em ạ. Và con báo cứ thế mà giành chiến thắng thôi. Đó thực sự là một cái kết nghiệt ngã và cũng khiến mình cảm thấy bất lực anh em. Hình như là cái dạng hút này nó thật sự nó miễn khống chế anh em ạ. Mình không thể làm gì được khi nó hút ấy. Nó hút được cứ thế nó vã rồi. Đủ mà mình băng rồi nó vẫn hút được. Ảo thật luôn. Mà cái ngưỡng máu tử nó trâu vãi lìn ra. Phải hình như phải chục quả ớt thì mới giết được cái ngưỡng máu tử của nó chứ không phải ít đâu anh em. Mình đang khống chế nó đây à. Mẹ mong nó không hút anh em ạ, mình đang khống chế nó rồi. Ôi, nó vẫn hút anh em ơi. Ma. Cứ thế này chắc mình sang chấn mất anh em ạ. Phải đi tìm người chiến thắng để lấy thêm động lực thôi anh em. Mình sẽ đi tìm chủ mod anh em nhé. Nói chung là ông chủ mod thì cũng bị hành tan cửa nát nhà nên mình... Ô! Phát này là thua rồi này. Phát vừa nãy là thua cái gì đấy? Ghép cái meme mà làm gì? Ảo thật đấy! Cái gì đấy? Ô sao hai con hề biến mất rồi? Ôi! Mẹ ông cắt ghép ảo thật đấy! Thôi thì ông chủ mod thì tôi hết cứu rồi. Thì thôi thì tự thân vận động thôi. Thật ra là mình cũng định bỏ cuộc đấy. Nhưng mà có một bạn cũng là pháp sư Trung Hoa, bạn ấy đã chơi qua được cái màn này bằng cái cách là bạn ấy khống chế con bot ở cái pha cuối á. Cái pha cuối đấy mình tưởng là con bot nó biết khống chế anh em ạ. Nhưng thật ra là khi nó dính khống chế thì chắc chắn là nó sẽ không dùng được chiêu anh em. Chắc là pha vừa nãy là mình căn xịt thế nên là nó vẫn hút được thôi. Chứ nếu mà mình khống chế nó 100% á thì chắc chắn nó sẽ chết trước khi nó kịp hút mình anh em nhá. Nên là mình cũng mở ra được hy vọng thắng anh em. Chứ nếu mà nó miễn khống chế pha cuối thì thật sự là không đánh nổi. Nhưng mà nó vẫn bị khống chế thì chắc chắn mình thắng được. Cảm ơn bạn người Pháp sư Trung Hoa nhé.
cũng như cảm ơn tất cả các anh em đã đồng hành cùng mình nhá. Đâm một ớt đâm một ớt. Má ơi, một ớt của tao đâu? Mày ăn quấn 50 kinh mấy cắt còi anh em ơi. Một ớt thôi. Đúng một quả ớt thôi, bố xin mày đấy. Cho bố mày một ớt đi. Một ớt anh em ơi. Mẹ sao như gai ngứa ấy. Một ớt thôi. Mẹ chậu chậu cái bìu, toàn chậu cái bí này. Ôi anh siêu nhân. Mẹ anh siêu nhân này hết cứu rồi. Mẹ toàn chậu thôi. Ớt ơi. Ớt ơi. Đau ở đây này anh em ạ. Đau ở cái trái tim này anh em. Thua này nó đau đớn quá. Thua do nhân phẩm chứ không phải là trình độ anh em ạ. Giá như mình có siêu năng lực như chủ mod thì ngon. Ở màn này thì anh em biết rồi đấy. Thì ở đầu game thì anh em trồng tầm 3-4 quả dưa hấu đấy nhá. Để câu giờ nhá. Câu cho anh em nào trồng tầm được 2 hàng dưa hấu thì mới bắt đầu đánh giai đoạn 2 nhá. Đây là giai đoạn 1 thì gọi là giai đoạn tích cây. Giai đoạn này anh em sẽ dùng ớt mới dùng băng cứ thoải mái đi. Vì mấy con này nó ra nhanh mà anh em. Ở giai đoạn 1 mấy con ớt băng này nó ra nhiều vãi cả lìm nha. Đéo hiểu sao. Mấy cái lúc cần thì éo đi đâu, mấy lúc không cần thì nó cứ chui ra. Cả bí ngô cũng thế. Mẹ giai đoạn 1 nó ra mẹ nó bí vãi đái. Thì thôi thì giai đoạn 1 thì cứ phải tích được tầm 2 hàng dưa hấu thì mới bắt đầu đánh sang giai đoạn 2 nhá. Cách tích rất đơn giản mà không khiến boss chuyển sang giai đoạn 2 nhanh thì anh em biết rồi đấy. Không trồng sao cũng như là trồng sao thấy sao anh em xẻng cụ ấy nhá. Thì còn dưa hấu thì anh em tích 3 cây dưa hấu ở trên nhá. Tích 3 cây dưa hấu ở trên cùng nhá. Đến cây thứ 4 thì anh em bắt đầu trồng vì cơ chế của game là đến cây thứ 4 thì nó sẽ không ra cây đấy nữa. Tỷ lệ ra cây thứ 5 thì rất hiếm nên anh em đến cây thứ 4 thì anh em bắt đầu trồng xuống nhá. Cứ để tích 3 cây kia ở trên. Lúc nào được cảm thấy đủ 2 hàng rồi thì anh em trồng cả một đợt xuống nhá. Đây rồi, đến giai đoạn 2 rồi. Cái giai đoạn nhân phẩm nhất đây. Cái giai đoạn này là anh em mà cần kỹ năng cũng như là khả năng gọi là nhanh tay nhanh mắt anh em ạ. Đọc báo này, xe cam này, gọi là xe tuyết này, găng ga tua này, với cả sóng âm nhá. Những con anh em cần lưu ý là cả đu xà đấy chứ. Đấy, mẹ con bóng bay mọc mộ chui ra rồi. Con bóng bay cầm quyển sách là nó sẽ mọc mộ. Mẹ nó sẽ mọc mộ ngẫu nhiên nhá. Đủ má nó mọc mất mẹ 2 cây dưa hấu của mình rồi. Và thôi kệ đi. Cái chậu phân thân anh em dùng để ấy nhá, dùng để chắn sóng âm nhá. Để cho bí ngô đỡ phải thiệt hại nhiều. Còn cây sao thì anh em cứ nhét xuống dưới thôi. Nhét xuống kia cấu gì ở đây. Cái con xe tuyết này mà ăn gần này dưa hấu nó chỉ bắn được một viên đấy nhá. Và phạm vi nổ cái con xe tuyết này ở trên mái nhà là nó chỉ nổ được 4 ô thôi anh em nhá. Là một ô nó bắn và 3 ô đằng sau. Vì trên mái nhà cơ chế nó thế nên con xe này anh em cứ dùng chậu chắn trước mặt nó là anh em đỡ được một viên đạn của nó rồi. Tôi anh em dùng băng hoặc là ớt để khống chế không cho nó ném con nhỏ ra nhá. Mẹ xe cam thì anh em phải xẻng ngay cái con đầu tiên đi nhá. Đấy, nếu anh em nhanh tay thì xẻng đi nó sẽ không triệu hồi ra zombie nữa. Nên sau đấy thì anh em bắt đầu dùng cây băng để khống chế nó nhá. Mình cũng chả biết rằng là quả cam đấy nó sẽ triệu hồi ra những con kinh khủng như nào nên là mình chấp nhận hy sinh một cây anh em ạ. Chứ không thì thua một trận bất đắc kỳ tử nó lản lắm. Đấy, cái con zombie nhỏ kia không có chỗ trồng ấy, may quá. Cái con zombie nhỏ nhỏ có cái tên lửa, con đấy cũng phải cực kỳ cẩn thận đấy. Con zombie boss này cũng triệu hồi ra được nó anh em ạ. Nên là anh em chú ý để ý nó nhá. Nếu nó còn sống thì anh em dùng quả ớt cho mình nhá, kết liễu nó luôn nhá. Và cả con zombie cầm đàn này nữa, khi chết anh em cũng đừng chủ quan nhá. Nó vẫn bắn được tầm 1 đến 2 tia trước khi nó biến mất. Nên là cứ phải đặt chậu để đỡ đòn cho mấy con dưa hấu. Mất dưa hấu ở giai đoạn 2 là cực kỳ mệt luôn. Hình như mình vừa thấy con nhõi đu xà bị gặp quả ớt của mình anh em ạ. Mẹ pha đấy cũng vừa ăn may anh em ạ. Hên vãi lìm. Quả đấy đặt quả ớt cho vui thôi. Ai ngờ dính ngay con đu xà. Đấy con xe đấy. Nó căng bắn thì mình cứ đặt chậu ra thôi. Đấy, tất cả những gì mình biết để khắc chế từng loại zombie một ở cái màn này anh em. Mình học thuộc lầu mẹ sách giáo không như sách giáo khoa con nhẹ hơn này. Đánh nhiều đấy con zombie nào cũng biết khả năng rồi. À quên, ở giai đoạn này thì có cái con Gagatu á. Khi nó đập thì nó sẽ cháy nhá.
nên anh em đừng cho nó đập. Nó đập thì nó sẽ cháy hết cây của mình luôn. Nó cháy nguyên cái hàng đấy á. Lại con xe nữa này. Đố má. Phát này thì mình tặng cho nó quả ớt đây anh em. Mẹ hàng này có gì mà nó sao nó ra nắm các tủ ở đấy thế nhở. Lại cho nó quả ớt tiếp. Nó bắt đầu chuyển sang dạng 3 rồi anh em. Vừa nãy nó cháy là nó chuyển sang cái dạng tốc độ rồi. Ở dạng này thì mình cũng không phải dán nó. Ở dạng này là cái dạng một trong những dạng khá dễ anh em. Mẹ lại xe cam. Đố má bố xiảng. Bố xiảng làm gì được bố. Mẹ ơi. Mẹ mình xiảng nhanh quá anh em ạ. Mình xiảng nhanh quá, quả cam nó còn chưa kịp bay đến. Nó vẫn chưa hồi ra kịp anh em. Đố má. Tại mình cũng không nhìn anh em ạ. Mình cũng để ý quả cam nó nhỏ quá. Mà mình thì tay nhanh hơn lão mà. Mẹ xiển nhanh quá. Quả cam mình chưa kịp bay đến. Đố má, đã trồng thêm cây vào rồi. Giai đoạn này thì cứ cho nó câu giờ thoải mái đi. Bây giờ mình cần phải tìm những quả ớt cơ. Mẹ bọn zombie ở giai đoạn này thì nó khá ít đa dạng nha. Nó đa số là nó, mình đã bảo nó đa số là ra mấy con nguồn nút ớt, mấy cả mấy con cơ bản thôi. Đây này, có con báo thì anh em dùng ớt đâu. Thi thoảng thì có mấy con nguy hiểm tí, nhưng mà nếu có ớt thì anh em cũng không phải sợ. Có ớt có băng là chỉ đánh được thôi. Thì đây, ôm thôi. Nó chạy nhanh anh em, chỉ cần một phát đóng băng là nói chung là nó sẽ trở lại bình thường tất mà. Đội hình như này thì giai đoạn 3 là hết cứu rồi. Tập này nó chỉ có cái ra cái con zombie mini á, rồi nó chạy vào giữa tem mình, nó nổ thì may ra thôi. Lại con xe cam này, đóng băng con xe cam phát, rồi xiển cái đầu ấy đi. Ok, sau đấy thì mình sẽ dùng ớt. Thế là xong luôn. Đấy, cứ thấy xe cam mình phải ưu tiên mình giết nó nhá. Con đấy nó hay cho mình thua cay cú vãi lìn nha. Nó toàn vứt đu xà, yếu hiểu sao mẹ gian đùm ra hơn bao nhiêu nhỉ, hơn 50 loại zombie nó gian đùm ra đu xà được cơ mà nó. Đấy, còn con xe thì khắc chế dễ không mà. Cứ nhét chậu vào mồm nó là nó bắn ấy, éo ra cái gì luôn. Lại con xe cam tiếp, mẹ lần này thì không kịp rồi. Mẹ nhanh vãi lìn nha. Mẹ nó chết, nó vẫn phải ném kịp một con zombie vào mặt mình, sợ chứ. Đố má. Pha vừa nãy là nó ném ra con zombie hề anh em ạ. Nói chung là cũng may mắn, không phải đu xà được. Mấy con khác thì mình khống chế thì mình giết được anh em. Chứ nó cứ ném ra đu xà thì bố mình cũng không cứu được. Rồi, là có một con độc báo. Không biết rằng đàn dưa hấu của mình xúc đam được con độc báo rồi không. Hình như là không rồi anh em ạ. Mình sẽ tiết kiệm ớt nhá. Vì lần này thì mình sẽ khống chế và giết con báo luôn. Chứ mình không muốn dùng ớt để giết báo nữa. Đây rồi, giết được con báo rồi. Nói chung là nó mất cái mũ là mình auto giết được rồi. Và máu gốc nó mỏng không mà. Con Gangatua chỉ mạnh ở giai đoạn 2 nhá. Mấy giai đoạn sau thì anh em không cần phải sợ nó đập nữa. Mấy giai đoạn sau nó đập nó không cháy được đâu. Mấy cả con đánh đàn nữa, nó chỉ mạnh ở cái giai đoạn 2 thôi. Bây giờ là giai đoạn 4 này anh em ạ. Giai đoạn 4 này thì là giai đoạn zig zag. Anh em biết rồi, giai đoạn này cũng dễ anh em. Giai đoạn zig zag này thì mấy con, anh em nhìn mấy con dưa hấu này, trông nó bắn nó phát 5 hàng thì zig zag nó cũng là cái gì đâu. Lại con xe cam tiếp, lại xẻng cây thôi. Không để cho nó phá cây mình anh em ạ. Kể cả nó là dưa hấu mình cũng phải xẻng. Chưa để nó triệu hồi ra, mình cũng không biết rằng nó sẽ ra cái đầu bùi gì đâu. Nó ra nhân phẩm thì đen lắm. Đấy, con độc báo thì mình giết ngay mà. Con độc báo ở cái giai đoạn zig zag này nó cực kỳ khó để nó sống luôn. Vì đam của dưa hấu là nó đam đồng đều mà, nên là mấy con độc báo ở giai đoạn zig zag này chỉ cần ăn khống chế là chết luôn, chứ không cần phải dùng ớt đâu anh em ạ. Cứ hai hàng dưa hấu mà lã vào mặt nó thôi. Ở những giai đoạn nhạy cảm như này thì anh em chỉ nên trồng 4 hàng ấy nhá. Đừng trồng sang hàng thứ 5 vì rất có thể con zombie đu xà nó từ hàng thứ 5 nó nhảy vọt ra đấy. Những tình huống bất đắc dĩ nào đấy thì mới trồng ở cái hàng thứ 5 thôi. Chứ còn như mình thì mình không có ô để trồng hàng thứ 4 thì mình nhét ra hàng thứ 5, chứ còn không thì mình chỉ trồng 4 hàng thôi anh em ạ. Giai đoạn 5 rồi. Đây rồi, cái giai đoạn này là zombie nó được tăng tốc anh em ạ. Nó triệu hồi zombie đa dạng và nó được tăng tốc, là giai đoạn 5 của nó. Giai đoạn này là một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm vì có những con zombie như là đu xà hay là độc báo nó được bút chạy nhanh thì cực kỳ mệt luôn. Nó cũng sắp đến rồi. Giai đoạn này thì tít cuối nó mới kích hoạt cơ. Chưa, tầm này nó vẫn chưa kích hoạt anh em ạ. Lúc nào nó nổ á. Vậy lại xe cam tiếp, lại xẻng, lại đóng băng. Đơn giản thôi. Cứ xe cam là mình xẻng đầu tiên rồi mình sẽ đóng băng. Vì đạn nó bắn ra ở viên đạn đầu cực kỳ nhanh luôn. Đây rồi. Nó nổ là nó sang giai đoạn 5 rồi anh em. Giai đoạn này thì tốc độ tăng lên khá nhiều. Và mình cũng không phải sợ.
Mẹ mình có ớt có băng mà, mình thích được ớt đấy anh em. Căng ca tua thì gặp gần đây dưa hấu thì chưa kịp ném con zombie nhỏ ra đâu. Rồi mẹ lắc thế, mẹ giật vãi lìn anh em. Đây rồi, mẹ ngương máu tử anh em ạ, ngương máu tử đây rồi. Mình sẽ dùng ớt, ớt ớt, mình sẽ phun khống chế con này. Chắc chắn phải khống chế nó anh em. Đúng mà, đây rồi khống chế, liên tục khống chế anh em. Đây rồi, chết đi, chết đi. Làm ơn, đúng rồi. Vừa nãy giật văng cả game anh em ạ, nhưng mà nó vẫn lưu kết quả. Nói chung là đã chiến thắng rồi anh em. Nhưng mà chưa kết thúc anh em ạ. Mẹ mod này vẫn còn man 6. Mình vừa được một bạn thông báo tin khá nhỏ còn man 6. Nhưng mà mình éo tư bản đâu anh em nhé. Đồ quá, lần này không tư bản nữa. Lần này mình lúc nào mình cảm thấy rảnh thì mình sẽ ra money thôi. Chưa tư bản nữa chắc là mình gục xuống đây mất. À quên giật giật phát nhỉ. Oh no!